Thì kính chào quý anh chị, thị trường chứng khoán là một kênh tài sản mới và mang lại hiệu quả rất cao tại Việt Nam. Trong suốt 22 năm qua thì thị trường chứng khoán cùng với bất động sản là hai kênh có cái tỷ lệ sinh lời tốt nhất cho nhà đầu tư. Nếu tận dụng được thị trường này thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được triệu đô, thậm chí nhiều hơn từ cái việc đầu tư cổ phiếu. Vậy làm sao để có thể tận dụng được cái thị trường chứng khoán để làm giàu một cách bền vững? Thì hôm nay tôi sẽ trao đổi đến quý anh chị về cái cách mà chúng ta có thể nắm bắt cái thị trường chứng khoán vận hành như thế nào để từ đó đưa ra được những cái chiến lược đầu tư thu lợi cho mình một cách rất là bền vững và an nhàn. Thì hôm nay cái chủ đề cụ thể sẽ là thị trường chứng khoán 2022-2025, cơ hội đổi đời cho nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán muốn tham gia và chiến thắng nó, muốn thành công trên thị trường này thì chúng ta cần phải hiểu được cái cách vận hành của nó. Và thị trường chứng khoán luôn gắn liền với chu kỳ kinh tế. Thì ở đây cái đường màu xanh là biểu hiện cái đường thị trường chứng khoán. Đường màu vàng này là biểu hiện về các cái giai đoạn của chu kỳ kinh tế. Chúng ta có thể thấy rằng ở trên bảng này nó cho biết thị trường chứng khoán thường đi trước so với nền kinh tế khoảng 6 tháng đến 2 năm. Nguyên nhân vì sao lại vậy? Vì đầu tư chứng khoán là vì kỳ vọng tương lai. Bởi vậy, khi người ta kỳ vọng rằng trong 6 tháng tới, 1 năm tới, 2 năm tới, nền kinh tế mà trở lên phát triển mạnh mẽ thì thị trường chứng khoán ngay lập tức phản ánh trước. Nó cũng giống như bất động sản. Nếu người ta kỳ vọng cái khu đất ở Đông Anh hay ở Sóc Sơn hay ở một nơi nào đó chuẩn bị được đô thị hóa một cách mạnh mẽ, chuẩn bị có các dự án lớn về đó, thì dĩ nhiên cái giá đất nó sẽ tăng trước. Thì chứng khoán nó vận hành y như vậy. Tương tự vậy, nếu người ta kỳ vọng rằng trong tương lai kinh tế sẽ suy yếu, sẽ kém, thì thị trường chứng khoán nó cũng sẽ phản ánh trước bằng cách nó giảm trước. Thì điều này tôi có thể minh họa rất rõ ràng thông qua cái lịch sử của thị trường chứng khoán và chu kỳ kinh tế. Chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2006-07 thì giai đoạn đó thì cũng đón nhận được các luồng vốn đầu tư nước ngoài rất mạnh mẽ, khiến cho nền kinh tế chúng ta tăng trưởng rất tốt. Chính vì thế cho nên thị trường chứng khoán cũng đã đi trước và nó tạo đỉnh ở mức 1.180 điểm vào tháng 12 năm 2007. Rồi sau đó ở Mỹ xảy ra những cái khó khăn và đến năm 2008 thì khủng hoảng đã xảy ra ở Mỹ với cái vụ phá sản khởi điểm là Lehman Brothers. Từ đó làm cho thị trường tài chính toàn cầu bị chao đảo và toàn thế giới lao vào một cái cuộc khủng hoảng kinh tế mới. Thì khi đó cái thị trường chứng khoán nó đã phản ánh trước rồi. Việt Nam đã tạo đỉnh từ cuối 2017 đầu 2018 rồi và nó đi xuống. Và thực sự cái suy thoái rất là mạnh mẽ ở Việt Nam thì nó lại diễn ra tận năm 2018 cuối năm 2008 đầu năm 2009, nhưng thị trường chứng khoán đã đi trước. Tương tự vậy, cái nền kinh tế của chúng ta giai đoạn đó nó chỉ tạo đáy vào khoảng cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2009, nhưng thị trường chứng khoán đã tạo đáy vào tháng 3 năm 2009 với 234.5 điểm. Và nó có một cái sự phục hồi mạnh mẽ đi trước. Hay là năm 2018 cũng thế. Chúng ta có thể thấy kinh tế của chúng ta thực sự tạo đỉnh và đi vào khó khăn là năm 2020. Nhưng thị trường chứng khoán đã tạo đỉnh trước vào tháng 4 năm 2018 rồi. Hay là đến tháng 3 năm 2020. Thì nhiều người bảo bây giờ Covid nó mới tác động mạnh. Vào ngày 31 tháng 3 đúng cái thời điểm nhà nước công bố giãn cách toàn xã hội, thì thị trường chứng khoán lại tạo đáy và đi lên một cách mạnh mẽ. Trong khi nhiều người kỳ vọng rằng đáy của kinh tế nó phải đến cuối 2020, thậm chí sang 2021 nó mới tạo cơ. Đó là cái sự kỳ vọng. Thế thành ra thị trường chứng khoán thường đi trước so với chu kỳ kinh tế một khoảng thời gian. Bởi vậy, chúng ta muốn nắm bắt được cái thị trường chứng khoán này, muốn tìm ra cái cơ hội trên thị trường chứng khoán thì chúng ta cần phải đánh giá được trong tương lai cái giai đoạn của chu kỳ kinh tế là giai đoạn nào, để từ đó đưa ra được các cái quyết định sớm và nắm bắt được các cái cơ hội có thể mang lại cả một gia tài cho chúng ta. Thì đây là một cái lần AZFin đã tận dụng về đánh giá thị trường chứng khoán kèm với chu kỳ kinh tế và mang lại được một cái giá trị rất cao. Thì vào ngày 31 tháng 3 đây, ngày 31 tháng 3 năm 2020 thì nó đúng vào cái ngày mà chính phủ đưa ra cái thông tin là giãn cách toàn xã hội. Thì tôi vẫn nhớ như in vào ngày hôm đó, khoảng 11 giờ 50 phút đến 12 giờ trưa, khi thị trường chứng khoán vừa mới nghỉ giữa buổi được 30 phút thì báo chí bắt đầu công bố thông tin, đó là từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020 sẽ giãn cách toàn xã hội. Và trong cái thời đi khắc đó thì tôi cũng như anh em AZFin đã ngồi suy nghĩ rất nhiều. Và trước đó chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái kịch bản về đánh giá các cái cổ phiếu cũng như đánh giá nền kinh tế. Và chúng tôi nhận thấy rằng nếu cái thông tin này diễn ra thì rất có khả năng đầu giờ chiều thị trường chứng khoán sẽ bị bán tháo rất mạnh mẽ. Và đây gần như là một cái tin xấu nhất có thể xảy ra. Thì chúng tôi cho rằng với cái định giá của cổ phiếu rất rẻ như vậy và dịch bệnh rồi sẽ qua, rồi sẽ thích ứng được, thì đó lại là một cái cơ hội rất tốt để có thể mua vào mạnh mẽ các cổ phiếu. Chính vì thế vào trưa ngày hôm đó, ngay trong cái buổi trưa khoảng độ 12 giờ đến 1 giờ, tôi đã cùng với anh em AZFin đặt hàng vài chục lệnh để có thể mua vào được những cái cổ phiếu rất tốt. Và thật là may mắn đến năm 2022 này, sau hơn một năm mua vào thì chúng tôi cũng có được những cái thành quả nhất định. Đó là có những cái cổ phiếu tăng được 13-14 lần. Ví dụ như VNDirect chẳng hạn, hồi đó chúng tôi ra mua giá 10.8 và khớp vào lúc 1 giờ 58 phút chiều ngày 31 tháng 3 đấy ạ. Đó, thì ngoài việc nhận cổ tức chia cổ phiếu thì cổ phiếu này tăng tới 13 lần. Hay là cổ phiếu Đạt Phương đây quý vị cũng có thể thấy, nó tăng 4-5 lần. Cổ phiếu MB thì sau khi chia cổ phiếu giá vốn nó chỉ hơn 8 thôi, 9 thôi, thì nó đã tăng 3,5 lần. Hay cổ phiếu VRE nó cũng tăng gần gấp đôi, đúng không ạ? Cổ phiếu Vico Stone cũng gấp đôi. Cổ phiếu Thế giới di động mua giá 57 thì giá hiện nay trên thị trường nó tương đương với khoảng 205 đến 210, tức là nó cũng gần gấp 4 lần. Hay cổ phiếu Cotechcon thì nó gấp khoảng độ 2,5 lần. Và ở dưới này chúng tôi còn mua được cái cổ phiếu ORS của ngân hàng, của công ty chứng khoán ngân hàng Tiên Phong với giá 4.100 đồng. Thì sau khi chia cổ phiếu vân vân thì giá vốn đâu đó chỉ khoảng độ 2.4 thôi. Thì tức là đến nay nó cũng tăng khoảng 11-12 lần. Hay cổ phiếu FPT thì chúng tôi mua được giá 40.8. Thì với cái giá này chia cổ phiếu vài lần rồi và chia cổ tức nữa thì giá cổ phiếu FPT cũng tăng đâu đó xấp xỉ gần 3 lần. Thì đấy là một cái cơ hội đến, chúng ta phải tận dụng đấy. Thì khi đó nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái cơ hội, những cái sự tăng trưởng về tài sản một cách rất mạnh mẽ. Thì chúng tôi cho rằng đây thậm chí gọi là các cái cơ hội đổi đời của các nhà đầu tư cần phải nắm tới. Vậy cái cơ hội đầu tiên đã diễn ra, còn trong tương lai thì sao? Bao giờ sẽ có những cái cơ hội tiếp tục như vậy? Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cùng các anh chị để chúng ta chuẩn bị cho một cái cơ hội như thế. Và để làm được điều đó thì chúng ta cùng đi vào chi tiết hơn, đánh giá, nhận diện cái chu kỳ kinh tế. Thì chu kỳ kinh tế thường diễn ra với 4 cái giai đoạn, như kiểu xuân hạ thu đông vậy. Đầu tiên là giai đoạn phục hồi, sau phục hồi thì đến tăng trưởng mạnh, sau tăng trưởng mạnh thì nó đã không còn cái gì có thể mạnh hơn thì nó chuyển sang suy giảm, và cuối cùng là giai đoạn suy thoái. Và suy thoái xong thì nó lại đến phục hồi, phục hồi lại đến tăng trưởng, nó cứ liên tiếp là như vậy. Nó như xuân hạ thu đông. Có điều với mỗi một chu kỳ kinh tế khác nhau ấy thì các cái giai đoạn này nó có thể ngắn hoặc dài khác nhau. Thậm chí đối với một số nền kinh tế mà yếu chẳng hạn thì nó có thể là suy thoái đáy kép hoặc đáy triple cơ. Đó, thì chúng ta cần phải có một chút linh động nữa trong cái việc đánh giá cái vấn đề này. Đó, và thông thường cứ sau suy giảm là gần như chắc chắn đến suy thoái, và sau suy thoái gần như chắc chắn đến phục hồi, và sau phục hồi thì gần như chắc chắn đến tăng trưởng. Việc của chúng ta là cần phải nhận diện rằng thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta trong 2-3 năm tới, 3-4 năm tới thuộc giai đoạn nào. Nếu nó thuộc giai đoạn suy giảm chẳng hạn, hoặc suy thoái, thì tất nhiên chúng ta hãy thận trọng, thậm chí là chúng ta rút khỏi thị trường chứng khoán. Nếu trong tương lai nó thuộc giai đoạn phục hồi và giai đoạn tăng trưởng, thì rõ ràng đây là những cái cơ hội hiếm có để chúng ta có thể tận dụng và thay đổi vận mệnh về tài chính của chúng ta. Đó, thì quý vị có thể nhìn thông tin ở trên đây. Ví dụ giai đoạn phục hồi có những đặc điểm như tăng trưởng GDP bắt đầu phục hồi, sản xuất công nghiệp tăng, thất nghiệp giảm, thu nhập hộ gia đình tăng, tín dụng tăng trở lại, doanh thu và lợi nhuận tăng, tồn kho giảm. Giai đoạn tăng trưởng thì là tăng trưởng GDP đạt đỉnh so với tiềm năng. Ý tức là tăng trưởng GDP nó đạt ở cái mức mà người ta cho rằng là cao nhất có thể của nền kinh tế. Ví dụ như ở Việt Nam thì mức khoảng 7%. Tín dụng thì tăng nóng, lợi nhuận doanh nghiệp thì tăng mạnh. Còn ở giai đoạn suy giảm thì sao? Tăng trưởng GDP bắt đầu suy giảm, tín dụng thắt chặt, lợi nhuận doanh nghiệp giảm. Còn ở giai đoạn suy thoái thì sao? Tăng trưởng GDP giảm mạnh, thất nghiệp tăng, thu nhập hộ gia đình giảm, tín dụng cạn kiệt và lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm. Thì với cái quan điểm của AZFin cũng như kinh nghiệm đầu tư trên thị trường khoảng 15 năm, thì chúng tôi nhận thấy rằng trong cái tương lai là 2022 đến năm 2025 thì khả năng rất cao nền kinh tế của chúng ta bước vào giai đoạn cuối phục hồi và đến giai đoạn tăng trưởng. Thì từ đó thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ rất phát triển và tăng trưởng rất mạnh trong cái giai đoạn này. Thì đấy là về cái xác suất cao nó thuộc về giai đoạn đó. Tiếp theo thì chúng ta ứng dụng vào cái thực tế nó sẽ như thế nào. Thì với các cái giai đoạn của thị trường chứng khoán thì tôi xin mô tả như sau. Nó có hai cái đoạn tăng trưởng mạnh nhất. Đây chúng ta nhìn vào hai cái giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất. Giai đoạn thứ nhất, thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng mạnh nhất khi giá cổ phiếu rơi về đáy và bắt đầu hồi phục trở lại thì nó sẽ tăng trưởng rất mạnh. Thì như năm 2004, thị trường chứng khoán rơi về mốc 150 điểm, hơn 150 điểm, sau đó nó tăng hơn gấp đôi lên hơn 300 điểm. Chỉ trong vòng có vài tháng. Đây ạ. Đó là giai đoạn đầu tiên tăng mạnh nhất, tăng hơn gấp đôi. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau đó thì thị trường chứng khoán thường đi ngang, thậm chí suy giảm hoặc tăng nhẹ. Đây chúng ta có thể thấy từ năm 2004 đến 2006. Nguyên nhân vì sao lại vậy? Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phía sau. Và giai đoạn thứ ba của thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất đó chính là giai đoạn nền kinh tế tăng trưởng và phát triển phi mã. Chúng ta thấy ở chu kỳ đầu tiên nó là vào giai đoạn 2006 đến cuối năm 2007, thị trường chứng khoán tăng nhiều lần. Và giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn suy giảm của thị trường chứng khoán thì nó giảm rất khốc liệt ở đây, đúng không ạ? Thì vì sao lại diễn ra như vậy thì tôi xin mô tả như thế này. Ở giai đoạn đầu tiên thì thường chúng tôi đánh giá là một trong hai giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất của thị trường chứng khoán, đó là khi thị trường chứng khoán rơi về đáy bật lên. Thì theo nguyên lý ở trên thị trường chứng khoán, khi điểm số bị giảm rất mạnh, thị trường chứng khoán bị suy giảm, thậm chí người ta cho rằng là sập hầm luôn ạ, thì giá cổ phiếu thường bị bán một cách quá đà và định giá trở nên cực kỳ rẻ. Và khi cực kỳ rẻ đấy, các nhà đầu tư lớn, các tay chơi lớn trên thị trường và nhà đầu tư nhảy vào bắt đáy cổ phiếu đó, bắt đáy thị trường chứng khoán và đẩy lên. Thì cũng lại với cái tâm lý hưng phấn, nó sẽ đẩy từ mức định giá thị trường chứng khoán rất rẻ lên một mức rất cao, từ đó làm cho giá cổ phiếu tăng rất mạnh. Và sau đó chúng ta nhìn vào nền kinh tế thì có thể thấy rằng thị trường chứng khoán tạo đáy trước, nhưng mà nền kinh tế có thể sau đó nó mới tạo đáy cơ. Tức là về cơ bản các doanh nghiệp lúc đó chưa có sự phục hồi mạnh mẽ về kết quả kinh doanh, mà thị trường chứng khoán đã tăng rất mạnh đi trước rồi. Thì nó cần một cái thời gian tiếp theo, đó là giai đoạn thứ hai, thị trường chứng khoán đi ngang tích lũy để đợi các cái doanh nghiệp, đợi nền kinh tế tăng trưởng và phát triển trở lại. Đó, thì thông thường cái giai đoạn đó nó dài hay nó ngắn thì dựa vào cái sức khỏe của các doanh nghiệp cũng như cái chính sách điều hành kinh tế của chính phủ có tốt không. Nếu không tốt thì cái giai đoạn thị trường chứng khoán đi ngang để chờ đợi doanh nghiệp, chờ đợi nền kinh tế nó có thể kéo rất dài. Rất dài. Còn nếu mà chính phủ có điều hành chính sách kinh tế tốt, các doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt thì họ sẽ sớm phục hồi. Thì cái giai đoạn sideways đó nó sẽ ngắn trở lại và nó sớm bước đến cái giai đoạn tiếp theo. Đó là giai đoạn sau khi doanh nghiệp đã chuẩn bị tích lũy rất tốt rồi, chính phủ điều hành kinh tế vào ổn định rồi, thì đến lượt các cái doanh nghiệp sẽ có sự tăng trưởng lợi nhuận thần kỳ, tức là bước vào cái giai đoạn tăng trưởng của kinh tế. Thì từ đó làm cho thị trường chứng khoán nó sẽ đi trước và nó tăng rất mạnh ở cái giai đoạn thứ hai. Thì ứng với lịch sử chúng ta có thể thấy sau khi tạo đáy năm 2023 thì thị trường chứng khoán tăng gấp đôi và rồi đi ngang một thời gian khoảng gần 2 năm và sau đó lại tăng gấp đôi, gấp 3 lần. Tương tự như thế, vào cái chu kỳ sau chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán tạo đáy vào tháng 3 năm 2009. Sau đó chỉ hơn một năm sau, từ mức 234.5 điểm thị trường chứng khoán đã tăng lên tới 630 điểm, tức là tăng khoảng 160%. Và sau đó kéo dài một cái giai đoạn đi ngang và suy giảm lê thê. Thì nguyên nhân như tôi vừa trao đổi, đó là do chính phủ điều hành kinh tế giai đoạn này rất kém, khiến cho lạm phát phi mã lên đến hơn 20% và Việt Nam chính thức rơi vào đáy suy thoái kép. Thì thực ra giai đoạn này nó lại từ đáy trở lên phục hồi và lại trở về đáy, tức nó lại không đến giai đoạn tăng trưởng. Thì thị trường chứng khoán đã giảm lê thê về mức thấp còn có 350 điểm vào cuối 2012. Đến cuối 2013 thì nó lên đến 370 đến 390 điểm ở giai đoạn này và chính thức thoát khỏi đáy của chu kỳ kinh tế cũng như thị trường chứng khoán, và nó đã tăng trở lại lên đến khoảng gần 600 điểm, 500-600 điểm và đi ngang một thời gian. Và đến năm 2017 khi kinh tế trở lại cực kỳ mạnh mẽ thì thị trường chứng khoán nó đã tăng từ 2016 đến năm 2018 tạo đỉnh thì thị trường chứng khoán tăng từ mức hơn 500 điểm lên 1.200 điểm, tức là cũng tăng hơn 100%. Tương tự với cái giai đoạn kinh tế, cái chu kỳ hiện nay thì như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán do Covid khiến cho kinh tế yếu và thị trường chứng khoán giảm rất mạnh từ tháng 4 năm 2018 thì đến đầu năm 2020 có Covid thì thị trường chứng khoán sập một cú về mức 650 điểm. Thì chính thức tạo đáy vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 và đó chính là cái ngày mà chúng tôi cũng mua được rất nhiều cổ phiếu đấy. Thì khi tạo đáy rồi thì với cái nguyên lý thị trường chứng khoán định giá rất rẻ thì nó sẽ bật trở lại một cách rất mạnh mẽ. Đến đầu năm 2022 thì nó đã đạt 1.500 điểm, tức là mức tăng khoảng 130%. Và cái giai đoạn ngon nhất về cơ bản chúng tôi đánh giá là nó đã vừa qua rồi, giai đoạn thứ nhất. Và giai đoạn thứ hai tiếp theo của chúng ta là gì? Thì chúng tôi cho rằng giai đoạn thứ hai này vào năm sẽ diễn ra trong khoảng năm 2022. Nó khá ngắn so với những cái giai đoạn trước. Vì sao lại vậy? Vì về cơ bản các doanh nghiệp Việt Nam bây giờ có tầm và thế rất lớn. Họ tích lũy được tài chính rất mạnh mẽ và họ phục hồi rất nhanh. Minh chứng bằng việc năm 2021 tuy kinh tế chưa phục hồi hẳn nhưng mà lợi nhuận của họ đã tăng rất khỏe. Đó, chính vì thế cái giai đoạn tích lũy đi ngang hoặc sideways up này thì nó sẽ diễn ra rất ngắn. Thì chúng tôi cho rằng nó sẽ diễn ra trong năm 2022 thôi, muộn nhất là nó đến giữa 2023. Và sau đó từ 2023 hoặc cuối 2023 nó sẽ là một cái giai đoạn tăng trưởng phi mã, là giống như giai đoạn 2007 cũng như giống như 2017-18. Đó, thì đấy chính là cái dự báo của AZFin cho cái vấn đề này. Đó, tiếp theo chúng tôi đưa ra kết luận. Thì thị trường chứng khoán có hai giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất. Tóm lại như sau. Một, đó là giai đoạn hồi phục sau khi thị trường chứng khoán chính thức tạo đáy. Tức là giai đoạn sau khi tạo đáy 2009 này, tháng 3 2009 này, rồi là tháng 3 năm 2020 này, nó sẽ bật rất mạnh, đều trên 100%. Cụ thể năm 2009 nó tăng tới 160% sau một năm. năm 2020 vừa rồi, nó tăng trưởng cũng khoảng độ 130%. Và giai đoạn thứ hai mà thị trường chứng khoán tăng rất mạnh thì vẫn còn một giai đoạn nữa trong chu kỳ kinh tế. Đó chính là giai đoạn tăng trưởng thần kỳ của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp. Thì chúng tôi cho rằng nó sẽ vào khoảng giai đoạn từ 2023 đến 2025, hoặc cùng lắm là giữa 2023 đến 2025. Tiếp theo, cái giai đoạn chuyển giao, tức là giai đoạn sau hồi phục đấy, thì thị trường chứng khoán sẽ đi ngang hoặc tăng trưởng nhẹ, thậm chí giảm nhẹ, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của doanh nghiệp cũng như là cái chính sách điều hành kinh tế của chính phủ như thế nào. Thì hiện nay chúng tôi cho rằng, thứ nhất là về chính sách điều hành kinh tế của chính phủ thì rất tốt, của Việt Nam phải nói xuất sắc. Trong khi các nước trên thế giới thì bơm tiền ồ ạt, thì Việt Nam vẫn rất bình tĩnh triển khai một cách từ từ, khiến ổn định kinh tế rất tốt, lạm phát không xảy ra. Rồi tiếp theo là sức khỏe của các doanh nghiệp thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu như giai đoạn 2008-09 thì nợ vay trên vốn chủ các doanh nghiệp thường 3 đến 4 lần, thì hiện nay đâu đó nó cũng trung bình khoảng 0,5 lần mà thôi. Rất an toàn, rất khỏe để có thể phát triển. Và tiếp theo, nếu chúng ta nắm được cái sự vận hành của chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ nắm được các cái cơ hội trời cho và đi chi tiết hơn cho cái giai đoạn 2022 đến 2025 thì nền kinh tế sẽ đi về đâu. Thì chúng ta phải dựa vào cái thực tế kinh tế vĩ mô cũng như những cái đánh giá trong tương lai. Thì kinh tế chúng tôi xác định là đã cơ bản tạo đáy khó khăn nhất vào quý 3, quý 4 năm 2021 khi Covid diễn ra rất phức tạp ở khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam, đó là Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, vân vân ở đó. Và cuối năm 2021 đến hết 2022 sẽ là một cái giai đoạn nhà nước đầu tư công rất mạnh mẽ. Thì giải ngân đầu tư công trong tháng 1 vừa qua thì chúng tôi thống kê là tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước, cho dù tháng 1 vừa qua là một cái tháng dịch Tết, cho thấy cái sự mạnh mẽ. Rồi là trong đầu năm chúng tôi nhận thấy Thủ tướng cũng như các bộ trưởng để đưa ra rất nhiều các cái cam kết và thúc đẩy rất mạnh mẽ đầu tư các cái tuyến đường cao tốc cũng như là sân bay rất mạnh mẽ. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái đầu tư công năm 2022 sẽ diễn ra mạnh hơn những năm trước và đạt vượt kế hoạch so với những năm trước. Tiếp theo, về doanh nghiệp thì chúng tôi đã nhận thấy các cái doanh nghiệp trong đầu năm 2022 này đã và đang đầu tư mở rộng rất mạnh thông qua cái chỉ số PMI, tức là chỉ số mua hàng của nhà quản lý. Cái chỉ số này nó cho biết rằng khi nó trên 50 điểm thì cho thấy là cái việc người ta tin tưởng vào nền kinh tế trong tương lai nhiều hơn và người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Từ đó tạo nền tảng cho một năm sau, 2 năm sau kinh tế sẽ tăng trưởng rất mạnh, doanh nghiệp sẽ tăng trưởng rất mạnh. Thì PMI trong cái tháng 1 năm 2022 vừa qua đã đạt 53,7 điểm, một trong những mức cao kỷ lục từ xưa đến nay ở Việt Nam. Và ngoài ra nó còn minh chứng qua cái việc là các cái doanh nghiệp đã tiêu thụ được cái vật liệu xây dựng rất lớn, tăng rất mạnh trong đầu năm để nó phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ cái việc xây dựng nhà xưởng, phục vụ đầu tư công, phục vụ phát triển bất động sản. Đó, doanh nghiệp đã trở lại rất mạnh mẽ. Đúng không ạ? Hoạt động kinh doanh, sản xuất kinh doanh trở lại gần như bình thường đối với gần như toàn bộ các ngành nghề. Ngay cả các cái ngành mà ảnh hưởng nặng nhất, đó là ngành du lịch, hàng không, thì gần đây thì cũng được chính phủ cởi mở hơn. Ví dụ hàng không được cho phép mở tất cả các đường bay, khách nước ngoài cho phép vào Việt Nam. Thì ngay cả cái ngành ảnh hưởng mạnh nhất cũng đã trở lại rồi. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng vào quý 3 năm 2022 thì kinh tế của chúng ta sẽ bắt đầu bật lại rất tốt. Và giai đoạn 2023 đến năm 2025 chúng tôi cho rằng sẽ là cái giai đoạn đầu tư công nó phát huy mạnh mẽ nhất. Tức là đầu tư công nó diễn ra thì tức là chính phủ đưa ra rất nhiều công ăn việc làm cho các doanh nghiệp, cho các cá nhân, thì từ đó họ lại lan tỏa đến các cái lĩnh vực khác. Ví dụ như là chính phủ trả tiền cho các nhà thầu lại trả tiền cho các cái công ty liên quan đến vật liệu xây dựng, các công ty liên quan đến vật liệu xây dựng lại thuê nhân công lại vân vân, thì họ lại mua sắm vân vân. Thì từ đó nó lan tỏa rất mạnh mẽ như thế. Rồi là hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ trong năm 2022 22 này, FDI cũng rất mạnh mẽ trong năm này. Thì năm 2023, 2024, 2025 là sẽ là những năm hái quả của họ. Thì từ đó thúc đẩy cái kinh tế có thể nói là tăng trưởng sẽ rất mạnh mẽ trong những cái giai đoạn đó. Thì tóm lại 2022 là giai đoạn xây dựng và tích lũy của doanh nghiệp, của nền kinh tế. Chính vì thế thị trường chứng khoán chúng tôi cho rằng sẽ là một cái giai đoạn tích lũy và tăng trưởng ở mức nhẹ. 2023, 2025 sẽ tăng trưởng kinh tế rất mạnh mẽ, các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng lợi nhuận một cách gọi là thần kỳ. Từ đó khiến cho thị trường chứng khoán rất hấp dẫn. Bên cạnh đó khi tăng trưởng mạnh như thế, người dân cũng có thu nhập nhiều hơn, họ lại bỏ tiền vào rất lớn cho đầu tư chứng khoán và các cái kênh tài sản chẳng hạn. Thì nó lại góp phần thêm nữa làm cho thị trường chứng khoán rất mạnh mẽ. Thì cái rủi ro trong giai đoạn, trong những cái dự báo này là gì? Đó là rủi ro về dịch bệnh, nếu nó có thể phức tạp hơn, hoặc có những cái biến chủng mà chúng ta không thể ngờ được, hoặc có những đại dịch mới. Thì nó hoàn toàn có thể là khiến cho nền kinh tế không trở lại giai đoạn tăng trưởng nữa, mà lại bị suy thoái đáy kép tiếp chẳng hạn. Thì cái xác suất đó là có xảy ra. Rồi là bất ổn về kinh tế trên thế giới, bất ổn về chính trị trên thế giới, thì nó cũng có thể làm cho cái dự báo này nó sai lệch đi. Tuy nhiên với cái kịch bản cơ sở thì chúng tôi tin rằng 2023, 2025 là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của cả thị trường chứng khoán và nền kinh tế. Và đó là một cái cơ hội rất lớn cho chúng ta để nắm bắt lời đó. Đúng không? Đó là về kinh tế. Còn chi tiết hơn, 2022 đến 2025 dự báo về thị trường chứng khoán sẽ đi về đâu? Thì chúng tôi cho rằng 2022 là cái năm tích lũy và tăng trưởng vừa phải của VN-Index. Nó có thể tăng trưởng từ 10 đến 20%. Nếu kịch bản tốt thì tất nhiên nó có thể tăng trưởng 30%. Nhưng mà chúng tôi thiên về kịch bản tăng trưởng 10 đến 20% hơn. Và 2023 đến 2025 thì sẽ là một cái giai đoạn tăng trưởng rất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán cùng với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tăng trưởng tốt. Và thứ ba, mỗi giai đoạn thì nó có thể nhanh chậm hơn khoảng 6 tháng đến 1 năm, phụ thuộc vào các biến số của nền kinh tế. Và cuối cùng, cái rủi ro luôn luôn có, luôn luôn tiềm ẩn. Đó là nếu mà có các cái dịch bệnh mới hoặc những cái biến không bất ngờ, rất bất ngờ nữa, thì nó hoàn toàn có thể làm đảo lệch đi cái dự báo về thị trường chứng khoán cũng như chu kỳ kinh tế. Thì chính vì thế quý vị phải theo dõi một cách tương đối sát sao thì để đưa ra được những hành động đúng. Thì với những cái dự báo trên thì AZFin đưa ra đó là cái việc lựa chọn các cái cổ phiếu như thế nào để có thể tận dụng cái cơ hội chơi cho đó, thay đổi cái vận mệnh tài chính của mình. Thì đầu tiên là phải chọn ngành được hưởng lợi. Thì chúng tôi cho rằng về cơ bản đa phần các cái ngành đều được hưởng lợi hết. Nhưng mà có những cái ngành có thể tập trung chú ý như ngành ngân hàng, ngành bán lẻ, xây dựng, bất động sản. Thì bất động sản trong đó thì cả bất động sản nhà ở lẫn bất động sản khu nghiệp. Thì chúng tôi thậm chí đánh giá bất động sản khu nghiệp còn cao hơn. Rồi tiếp theo là về vật liệu xây dựng, chứng khoán, công nghệ. Đấy là những cái ngành cần phải chú ý đặc biệt. Và trong những cái ngành đó thì chúng ta cần phải chọn các cái cổ phiếu đầu ngành với lợi thế cạnh tranh mạnh và tiềm năng tăng trưởng cao. Thì nó mới có thể mang lại cái hiệu quả cao gấp nhiều lần so với VN-Index. Tiếp theo, hãy lựa chọn cổ phiếu khi nó giảm sâu và hãy mạnh mẽ mua lúc đó. Và chiến lược cụ thể hơn cho nhà đầu tư như sau. Thì năm 2022 sẽ là năm mua gom cổ phiếu tốt nhất cho quý vị. Đó, năm tích lũy của nền kinh tế của doanh nghiệp cũng là năm tích lũy cổ phiếu của nhà đầu tư. Và hãy mua khi giảm. Và giảm càng mạnh thì lại là cơ hội tích sản càng tốt đối với nhà đầu tư chúng ta. Rồi về phân bổ danh mục thì quý vị nên phân bổ 3 đến 5 mã. Không nên tập trung vào một mã. Bởi vì nếu chúng ta có sai đi chăng nữa thì có những mã khác nó cover lại, tức là nó gánh cho chúng ta. Thì hiệu quả của chúng ta vẫn rất cao. Và tiếp theo là chúng ta hãy cập nhật tình hình kết quả kinh doanh hàng quý để đánh giá lại về các cái cổ phiếu, về danh mục của chúng ta như thế nào để sao cho quản trị nó một cách hiệu quả nhất. Đó. Và ai nắm được cái cơ hội này thì chúng tôi cho rằng sẽ thành công rất lớn. Và cơ hội thì thường không đến thường xuyên, 10 năm chỉ có 2 lần thôi. Và khi cơn mưa vàng rớt xuống thì chúng ta hãy lấy xô ra hứng, chứ đừng dựng một cái con đê để chắn nó. Đó, thì đấy là một cái tư duy rất khác biệt giữa những người thành công và những người chưa được thành công. Cũng như tôi trao đổi thêm với quý vị một chút về cái tư duy của những người thành công trong cái đại dịch vừa qua. Trong đại dịch vừa qua, nó đã tạo ra, thưa với quý vị, nó đã tạo ra khoảng độ gần 50 triệu người nghèo trên toàn thế giới. Nhưng đồng thời với đó, nó cũng tạo ra hàng ngàn tỷ phú đô la mới. Tỷ phú đô la mới. Và chúng ta thấy rằng người nghèo, người dễ bị tổn thương thì ngày càng nghèo hơn, ngày càng khó khăn hơn do đại dịch Covid. Nhưng danh sách những tỷ phú thế giới thì họ lại tăng tài sản một cách nhanh chóng nhất giữa đại dịch. Lý giải vì sao lại vậy? Đó là chính là cái tư duy. Tư duy về nắm bắt cơ hội. Khi Covid đến thì tôi gặp rất nhiều các cái anh chị công nhân hoặc những cái bạn học cùng trường với tôi chẳng hạn. Họ kêu khó khăn nhiều lắm. Ông nào cũng kêu ủi khó khăn quá, thế này thì chết. Công việc thì không có, hoặc là có nguy cơ bị giảm lương, thưởng thì thấp, đi làm thì bấp bênh, vân vân. Khó khăn quá, thế này thì chết, nó mà kéo dài thêm thì bọn tôi chết, bọn tôi thế này thế kia. Nhưng ngược lại, trong giai đoạn đó, Phục cũng được may mắn ngồi cạnh một tỷ phú đô la ở trên sàn chứng khoán. Nói chuyện thì không đúng, mà mình là mình ngồi mình nghe hóng thôi. Rồi là Phục ngồi nói chuyện với rất nhiều các anh chị có cái quy mô tài sản một vài nghìn tỷ. Rồi là ngồi nói chuyện với cả một số các cái thương nhân người Hoa đấy. Thì thấy rằng đúng là tư duy một trời một vực. Những cái vị tỷ phú, những cái vị đại gia kia đứng trước Covid, họ lại đặt câu hỏi rất khác. Họ hỏi: ô, Covid xảy ra thế này có cơ hội gì không? Ngược lại hoàn toàn với những cái người mà khó khăn, những người trung bình kia. Đó là Covid xảy ra cứ kêu than khó khăn. Còn những người có tư duy lớn, những đại gia thì họ hỏi luôn có cơ hội gì không. Và rõ ràng trong các cuộc nói chuyện thì chỉ nói đến cơ hội. Và họ nhận ra rằng Covid xảy ra có một điều rất thú vị là tiền giá rất rẻ. Vay ngân hàng đâu đó, có những người họ vay được có 4%, 5%, 6%. Thì họ bảo lãi suất ngân hàng rẻ như thế mà đất nước chúng ta đang tăng trưởng và phát triển, tiềm năng tương lai vẫn rất tốt. Vậy đó là một cơ hội hiếm có trời cho. Việc đơn giản nhất chẳng hạn, ví dụ một số anh chị tôi có tư vấn cho, họ muốn chắc chắn: ồ, thế nào vay luôn ngân hàng với lãi suất 5% và mua lại trái phiếu của các doanh nghiệp cực kỳ uy tín, thậm chí trái phiếu của chính các cái ngân hàng ấy họ tư vấn họ bán cho nhà đầu tư. Thế nào vay tiền của họ và mua lại trái phiếu với lãi suất 10%. Mà trái phiếu lại có đảm bảo thanh toán, tức là không sợ nó phá sản. Nó phá sản thì đã có cái thằng tư vấn bảo lãnh phát hành kia nó thanh toán toàn bộ cho mình được. Thế là ăn chành ngay 5%. Thì có những anh chị đầu tư 300-400 tỷ, thế là họ có luôn 20-30 tỷ ăn chành, rất vui vẻ. Đúng không ạ? Nhưng đấy là những cái người an toàn. Còn rất nhiều người họ thấy rằng tiền rẻ như vậy, tôi vay, tôi thâu tóm lại những cái tài sản của những người khó khăn, người này người kia bán ra thì mỗi năm mất có 5% lãi thôi, có gì mà họ không mua. Rồi là bất động sản cũng thế. Ồ, họ thấy lãi suất rẻ như vậy, tại sao ta không mua, ta đầu tư vào bất động sản. Rồi một số người: tại sao ta không vay, ta đầu tư vào cổ phiếu. Những cái cổ phiếu tốt được định giá rất rẻ. Bởi vì trong khủng hoảng xảy ra ấy, có những cái cổ phiếu rất chắc chắn, blue chip hàng đầu Việt Nam, cổ tức đâu đó trả xấp xỉ 10%, thậm chí hơn 10% trên cái giá, và họ vay được với lãi suất rất thấp, tại sao họ không mua? Trong khi có cái cơ hội tăng giá rất mạnh nữa, ngoài việc cổ tức, ăn cổ tức không đã thừa trả lãi gấp rưỡi gấp đôi rồi, chứ chưa nói đến cái việc tăng giá cổ phiếu. Thế rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy, đứng trước một sự việc ấy, những người bình thường thì nhìn đó chỉ nhìn rủi ro, còn những người thành công ấy thì họ tìm xem có cơ hội không. Bởi vì chính trong lúc đó thì đa phần mọi người nhìn thấy rủi ro thì mọi người bỏ qua các cơ hội. thì cơ hội nó mới lại ngày càng rõ ràng và mang lại hiệu quả cao hơn. Đó. Thì đấy là cái tư duy nó thay đổi. Và tiếp theo, quý vị có thể tham khảo các cái kiến thức đầu tư và các cái cổ phiếu ở trên kênh của chúng tôi. Đó. Kênh Chứng khoán TV AZFin Việt Nam. Đó. Thì đây là một cái kênh mà chúng tôi chuyên khuyến nghị các cái cổ phiếu đầu tư lâu dài cho các nhà đầu tư. Thì đây quý vị có thể thấy, đúng không ạ? Ví dụ như cổ phiếu ABI chẳng hạn, nó cũng tăng đâu đó gần 3 lần. Cổ phiếu LT2 thì ăn cổ tức rất nhiều lần và lợi suất rất cao. Cổ phiếu Tập đoàn Hoa Phát cách đây gần 2 năm trước chúng tôi khuyến nghị, và kể cả giai đoạn vừa rồi điều chỉnh rất mạnh thì nó cũng tăng 2,5 đến tăng hơn 3 lần rồi, tăng gần 4 lần, đúng không ạ? Rồi tiếp theo cổ phiếu PNG cũng tăng hơn 100%, cổ phiếu Vico Stone tăng hơn 100%, cổ phiếu ACB tăng hơn 200%, cổ phiếu Pao cũng tăng rất mạnh và đến giá chốt lời được vài lần rồi. Cổ phiếu Cảng Đà Nẵng cũng tăng trưởng rất mạnh, cổ phiếu VSC tăng 4 lần, Đình Vũ tăng hơn 3 lần. Đúng không? Rồi tiếp theo, cổ phiếu TDM giai đoạn đó giá khoảng 16, nó cũng tăng hơn 100% rồi. Vĩnh Hoàn giai đoạn đó khoảng 20 mấy thôi, thì bây giờ nó tăng gần 4 lần rồi. Hay là Nam Việt thì cũng tăng 3 lần, ZMND thì cũng tăng rất mạnh. Đúng không? Rồi cổ phiếu Techcombank đấy, tăng gần 3 lần. SCS cũng là một cổ phiếu duy nhất trong lĩnh vực hàng không có sự tăng trưởng rất mạnh mẽ với cái cổ tức rất cao mà giá vẫn tăng trưởng rất mạnh mẽ bất chấp khủng hoảng. Đúng không ạ? Rồi rất nhiều các cái kiến thức về đầu tư ở đây. Đúng không? Rất nhiều. Hay cổ phiếu Park chẳng hạn. Đúng không ạ? Đó. Đó là những cái cổ phiếu rất hấp dẫn. Hay FPT. Thì trên đây là cái kênh của chúng tôi có thể giúp quý vị an tâm hơn trong cái việc đầu tư dài hạn. Và tôi xin quay lại cái nội dung của chúng ta, đó là khi cơ hội đến hãy nắm lấy. Và 2022 là một cái giai đoạn tích lũy rất tốt. 2023, 2025 sẽ là cái giai đoạn tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Hãy tận dụng cơ hội này và thay đổi cái vận mệnh tài chính của mình. Thì chúc quý vị có được những cái thành công trong cái đầu tư. Đó. Hãy like và share kênh của chúng tôi cho những người quan tâm đến cái việc đầu tư dài hạn và giúp cho cái kiến thức lan tỏa đến nhiều người hơn. Xin chào.